mưa chợt đến thấm ướt đêm dài buốt lạnh, ký ức ngủ yên sao thức dậy. Đâu đây buồn vui vẫn vơi đầy tháng ngày, thương đã nhòa trong mưa rơi. Ấm áp vòng tay tiếng ru của mẹ vỗ về, lời yêu thương hôm nào ngỡ như còn kề bên. Về nơi ấy bình yên với những chiều nằm trên từng đám lá khô, mình cùng chơi trò chơi đi tìm vì sao rơi. Giấc mơ cùng dấu yêu trở về, tìm lại những giây phút êm đềm, tìm lại chút nắng vương đầy tóc mây. Tiếng mơ còn thoáng trên lối mòn, hoàng hôn buông đôi bóng hai người cùng chung bước như lúc bé thơ, để một ngày mai không còn chơi vơi lẻ loi. Giấc mơ cùng dấu yêu trở về, tìm lại những giây phút êm đềm, tìm lại chút nắng vương đầy tóc mây. Ngày thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận liên tiếp xảy ra các vụ án mạng khiến dư luận rất quan tâm, đặc biệt nạn nhân là những người đồng tính. Mới nhất là vụ án đau lòng vừa xảy ra với nam ca sĩ Hàn Thủy bị bạn tình giết hại vì ghen tuông. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan cảnh sát điều tra, hiện vẫn chưa truy bắt được đối tượng tình nghi. Thực tế cho thấy, những vụ án mạng đồng tính nam trong thời gian gần đây ngày càng nghiêm trọng, gây hoang mang trong cộng đồng giới tính thứ ba. Từ những vụ án xảy ra cho thấy, xuất phát từ nhu cầu tình cảm của những người đồng tính, một số đối tượng đã lợi dụng để chiếm đoạt tài sản. Em mời có dọn phòng không em? Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Ông trời ơi, có ai không? Ông trời ơi! Ôi, con dai con nứa mà son phấn cái gì? Đưa đây. Lại dùng son của chị Thu à? Mẹ làm sao thế? Con nẻ toát hết cả môi ra, nơi to còn bật cả máu. Son phấn gì rồi? Ôi, cả họ nhà mình mới có một nick tôn thôi đấy, con mà lại cứ thích son phấn, quần áo lòe loẹt thì mẹ chết mất thôi con ạ. Thế mẹ có cần phải đi khám bác sĩ không đấy? Thì mẹ cứ dặn thế không thừa. Mà này, con phải chọn bạn mà chơi nhá. Cứ mỗi lần con dắt xe ra đường là mẹ lo lắng, đến lúc con về mẹ mới yên tâm đấy con ạ. À, thôi xong rồi, chắc mẹ lại xào cải đống tin cướp giết hiếp ở trên mạng như gì. Mẹ ơi, con trai của mẹ là chuẩn men 101% đấy. Thôi con đi đây.
Xin lỗi nhé. Minh này, để Nam mời Minh một ly cho đỡ buồn nhé. Xin lỗi Nam nhé, để Minh ngồi một mình đi. Bình tĩnh đi em, có gì mình từ từ nói. Anh chỉ đùa mình mà. Bình tĩnh đi em nhé. Đừng em. Đừng em. Anh chỉ đùa mình mà. Nạn nhân tử vong trong khoảng 0 giờ 25 phút đến 1 giờ 35 phút sáng. Phán đoán ban đầu là do dao chọc thủng phổi, không có dấu hiệu quan hệ tình dục. Sau khi mổ giám định, chúng tôi sẽ gửi biên bản chi tiết sau bên các đồng chí. Vâng, cảm ơn anh Thắng. Chào đồng chí. Thấy chị Hạnh gọi, tôi liền chạy đến ngay. Anh ạ, tối qua tôi vẫn còn nhìn thấy chú ấy ở ngoài hành lang kia. Thưa đồng chí, tôi thấy là cậu Minh này đối với hàng Dũng xóm thì sống khép kín, nhưng mà những mối quan hệ bên ngoài thì có vẻ như là rất phức tạp. Có rất nhiều dấu vân tay khác nhau. Đúng không hả chị? Vâng, đúng rồi. Tôi ra ngoài lấy lời khai. Chị làm xong chuyển luôn sang C50 để khai thác thêm thông tin nhé. Được rồi. Đồng chí Trung. Dạ. Mời chị ra ngoài này. Mời chị. Dạ vâng ạ. Đi đi chị. Chị là hàng xóm của nạn nhân. Vâng. Vâng, chị Hạnh cũng chính là người phát hiện ra án mạng. Chào chị, tôi là Dũng, cảnh sát hình sự. Chị thuật lại chi tiết việc chị phát hiện ra án mạng như thế nào. Vâng, thưa đồng chí. Đây là nhà tôi, đối diện với nhà cậu Minh. Tôi chuyển đến đây từ năm kia, trước nhà cậu Minh mấy tuần. Vâng, lúc chị phát hiện ra sự việc là mấy giờ? Khoảng 5 giờ sáng. Lúc ấy tôi đi tập thể dục. Ngó vào thì thấy, từ khi cậu Minh về đây ở, nhà cậu ấy lúc nào cũng đóng im im. Tôi chưa lần nào thấy cửa mở như lần này, kể cả Tết cũng không. Sáng ra thấy cửa mở toang ra, ngó vào thì thấy, ôi giời ơi. Lúc đó chị có thấy ai khác không? Tôi chẳng thấy ai cả. Mãi tới khi tôi hô hoán, mọi người xung quanh chạy ra xem, còn tôi thì gọi điện cho công an. Từ trước đến giờ chị có thấy ai đó ở cùng với anh Minh hay anh ta sống một mình? Không, cậu ấy sống một mình. Nhưng mà thỉnh thoảng có mấy cậu bạn ghé qua chơi. Là hàng xóm bao nhiêu năm mà tôi chẳng bao giờ thấy người thân nào cả. Nhưng mà tối qua, đúng rồi, tối hôm qua, cậu ấy về có dẫn theo một cậu thanh niên. Mặt mày thì lầm lì, dáng người thì nhỏ thó. Cậu ấy nói với tôi là em của cậu ấy. Nhưng thằng đó lạ lắm. Đi chậm thôi. Ơ kìa Minh. Hôm nay về sớm thế. Dạ, cháu có cậu em ở dưới quê lên chơi. Thế lên ôn thi đại học à? Dạ không, em cháu chỉ lên chơi thôi ạ. Ô hay, anh em mà chả giống nhau tí nào cả. Anh thì hoạt bát vui vẻ bao nhiêu, em thì lì xa lì xỉ như chỉ đổ lỗ. Mà này, nhìn thấy người lớn chả chịu chào hỏi gì cả. Dạ, cháu xin lỗi cô.
chắc là đi đường xa, em cháu say xe. Cháu xin phép cô, cháu vào nhà. Sáng nay, lúc chị phát hiện sự việc, có thấy cậu ta không? Không, chẳng biết đi từ lúc nào rồi. Tối hôm qua, lúc cậu ta về đây cùng với nạn nhân, là mấy giờ hả chị? Khoảng 9 giờ hoặc hơn vài phút. Lúc đó tôi vừa đi tập thể dục về. Ngày nào tôi cũng làm vài set cầu lông, bắt đầu lúc 7 rưỡi, đến 9 giờ là kết thúc. Chị có thể mô tả thật kỹ hơn về hình dáng, khuôn mặt cậu thanh niên đã về đây cùng với nạn nhân tối hôm qua? Cậu ta có đặc điểm gì khác lạ không hả chị? Thằng bé đó gầy, nhỏ người, môi đỏ, mặt trắng, nhưng mà rất lầm lì. Mà mặt nó cứ ngẩn ngẩn thế nào ấy, khó tả lắm. À, tôi còn nói với cậu Minh, cậu có cậu em mặt lì lì như chì đổ lỗ mà. Chị đoán cậu ta khoảng bao nhiêu tuổi? Cậu này khoảng 18-20. À mà không, kiểu người đó chỉ 15-16 thôi. Vâng, cảm ơn chị đã hợp tác. Nếu có thêm thông tin, chị vui lòng cung cấp thêm cho chúng tôi chị nhé. Vâng, nếu nhớ gì thêm tôi sẽ báo. Này, muốn chết thì tìm cách chết cho toàn thây nhá. Dạ, dạ vâng, tôi xin lỗi ạ. Dạ xin lỗi cậu. Lỗi lầm cái gì, dẹp ra cho người ta có đi. Dạ. Mẹ có sao không? Cháu ơi, giúp cô một tay với, không có xe đi qua nát hết hoa quả của cô mất. Làm ơn giúp cô một tay đi cháu. Giúp cô với. Chào Dũng. Em chào anh. Sao sớm chào thế? Anh ạ. Vâng, bên em vừa họp xong là em chạy ngay sang đây. Anh cũng biết là lãnh đạo bộ chỉ đạo phải bằng mọi cách kết thúc sớm chuyên án để trấn an dư luận. Và tất nhiên là phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh cùng các đồng chí bên C50 rồi. Có việc thì ta cùng làm. Dạ. Việc gì mà to tát thế? Dạ vâng. Xin giới thiệu với Dũng, đây là Trương Long Triệu Hổ của tôi. Dạ. Trung úy Hải. Chào đồng chí. Và Thượng úy Khương. Dạ em chào anh Dũng. Chào Khương. Cứ làm như lần đầu gặp nhau không bằng ấy. Dạ không phải thế, mấy chuyên án trước em chưa được gặp trực tiếp anh ạ. Đây chính là nạn nhân Phạm Văn Minh, độc thân 30 tuổi. Còn người bên cạnh là ai? Chúng tôi đang cho xác minh. Thời gian sử dụng cuối cùng vào 23:35. Truy cập vào game Thượng Võ Lâm Quân. Truy cập game với nick rồng xanh. Nhưng nickname đó chỉ được truy cập một lần duy nhất ở laptop này. Còn chủ yếu, laptop này dùng để truy cập vào những trang web đen và diễn đàn của dân đồng tính. Nếu như vậy, chưa thể khẳng định nạn nhân là người chơi game. Đúng vậy. Vậy đặt ra giả thiết nickname rồng xanh là của hung thủ. Ừ. Các đồng chí có cách nào để biết chính xác chủ của dòng xanh là ai không? Có, nhưng cần phải có thời gian, không nhanh được ạ. Ngọc cho xác minh ngay, người chụp ảnh cùng với nạn nhân có ắc dòng xanh hay không? Rõ.
Bao giờ thì bên đó có kết quả giám định dấu vân tay? Nhanh nhất là trong ngày hôm nay anh ạ. Thế còn kết quả giám định pháp y? Muộn nhất là sáng mai họ phải trả kết quả. Căn cứ vào hàng loạt những địa chỉ web đen, cùng với việc nạn nhân thường xuyên truy cập vào diễn đàn của giới tính thứ ba, khả năng nạn nhân là dân đồng tính. Khả năng lớn là như vậy. Tại nhà nạn nhân chúng tôi thu được nhiều bao cao su, đồ chơi tình dục, tranh ảnh khiêu dâm của các người mẫu nam, cùng với 17 đĩa DVD sách đồng tính. Vậy đã xác định được động cơ gây án chưa ạ? Chưa ạ. Tại hiện trường thì không có dấu hiệu rằng có xô xát giữa nạn nhân và hung thủ. Đồ đạc không có sự xáo trộn hay mất mát. Móng tay nạn nhân không có dấu vết cào xước. Căn cứ vào lời khai của nhân chứng là bà hàng xóm của nạn nhân, thì nghi phạm vụ án này là một cậu thiếu niên khoảng 17 tuổi, gầy gò, môi đỏ, mặt lầm lì kiểu người trầm cảm. Cậu ta chính là người cuối cùng xuất hiện cùng với nạn nhân và biến mất sau khi nạn nhân bị giết. Một cậu bé sao? Thế giới ảo đang tác động xấu đến thanh thiếu niên, biến những game thủ trở thành những kẻ sát nhân ở ngoài đời thật. Khương và Hải, hai đồng chí đảm nhận vụ này, phối kết hợp chặt chẽ với bên anh Dũng, theo dõi game thượng võ Lâm Quân, phải lần ra chủ ác rồng xanh cho bằng được. Tao à, còn lâu nhá. Cẩn thận, không nó cho ăn vài và nổ đam, lại biệt thành nắm tiếp máu. Tuổi gì, sao phải xoắn. Mọi người ơi, có gà này. Gà có 2 viên ngọc tỷ. Hẹn giao dịch đi. Làm sao mà chú thoát khỏi tay anh hả? Cái gì, nó đòi 6 triệu á? Đau đần à? Trả 4 triệu thôi. Thằng này chắc hết tiền ăn even nên mới phải bán vội. Ai bán từ đó rồi này? Cho chú bóc tem luôn cái thẻ ATM đầu tiên. Lô thẻ bọn anh vừa mới làm được. My true love was true. I, of course, replied, something here inside. Ấy, lần đầu đến đây phải em? Uống gì để em phục vụ? Anh ấy mất, em cũng đau khổ mất mấy ngày đấy. Thì nó đã bắt sóng chưa? Có người ở ngay đây giả vờ như là không biết ấy. Mấy giờ rồi mà còn đã nói kiểu đó? Hà Nam à, mình ấy là may mắn nhất quả đất đấy nhá. Bị Tuấn nó đá cho banh xác. May gặp kẻ ngon nghề, trẻ trung, có khi lại có zin đấy. Ừ.
Thực sự em chỉ biết có vậy thôi ạ. Em thề em không nói sai, không nói điều một từ nào cả. Ok luôn, đã thỏa thuận xong chỗ nấu phở gà. Tinh vi. Đại ca, nếu mà vụ này thành công, đại ca cho em uống sữa một đêm nhá. Để xem Ngọc tỷ có về đây không đã. Em mà đã bùa ấy thì không chỉ hai viên Ngọc tỷ đâu, mà phải là tất cả. Kìa, em có đồng ý cho nó uống sữa không? Chán Tuấn ẻo rồi hay sao? Mà liệu có làm nên cơm cháo gì không mà Huỳnh? Này, không thử sao biết. Chỉ sợ lúc đấy có người lại vừa bò vừa xin thằng này tha chết cho thôi. Never. Thử không? Con này chưa bao giờ biết sợ. Anh ok thì em cũng ok. Cảm ơn đại ca. Nhưng với một điều kiện, tao sẽ làm trọng tài, xem mày viết bài có thành công hay không, hay là vừa mở bài đã kết luận luôn. Cho mày chết, ai bảo mày phản bội tao. Tại nè, thím đã nằm ăn sẵn rồi lại còn lắm chuyện. Thôi, yes or no, quickly. Yeah. Anh sẽ bảo vệ em. Đại ca, đại ca cho em tham gia vụ này với được không? Căn bản là từ trước đến nay toàn phải ăn cái món thịt thiêu thịt thối này. Bây giờ muốn chuyển qua uống sữa, xem nó có khác gì nhau không. Chuyện nhỏ như cọng cỏ, hai thím này em chấp một mắt luôn, không vấn đề gì. Dân chơi không sợ mưa rơi. Mưa rơi mà to quá thì dân chơi đành vào nhà. Thôi, bên mày thêm người thì bên tao cũng phải thêm điều kiện. Khi nào em hứa sữa bảo dừng thì chúng mày lập tức phải dừng ngay, hiểu chưa? Quá là đại ca bẫy em à? Đại ca ơi, em thấy như thế không được công bằng lắm đâu. Vâng, nhớ đâu bây giờ bọn em đang chuẩn bị, em hứa mua cắt một cái, bọn em cũng phải dừng luôn à? Tất nhiên. Vậy nên chúng mày phải chăm sóc em Hương cho cẩn thận. Còn em, nếu như chúng nó mà chăm chỉ và cần mẫn, em cũng không nên dừng đột ngột. Ok. Coi như đã xong đại ca nhở. Nếu em thấy đói, cứ ăn tự nhiên nhé. Thích dùng máy tính không? Uống hết ly rượu này đi, giờ dùng máy tính. Thank you.
mình nhé. Em có tăm lương không? Nếu nóng rồi đấy, mình tắm cùng cho vui nhé. Bỏ ra! Không sao, không sao, lúc đầu chưa quen, rồi sau sẽ quen thôi mà. Đi ngủ đi, rồi mai chơi tiếp. Ok, ngủ đi. Nào, nghỉ đi, rồi mai chơi tiếp. Ok. Nào, đi ngủ đi. Thôi, đi ngủ đi, rồi mai chơi tiếp. Không. Thôi đi ngủ đi, rồi mai chơi tiếp. Không. Tôi cho rằng tình huống đó không hợp lý. Đúng không cô Ngọc? Dạ thưa vâng. Vị trí nạn nhân nằm chết là ở gần giường ngủ, cách xa vị trí đặt máy vi tính. Cú đâm chí mạng duy nhất từ phía sau làm nạn nhân thủng phổi, tử vong gần như ngay lập tức. Nếu bị đâm ở gần vị trí máy vi tính thì nạn nhân không thể nằm như tại hiện trường được. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu theo hiện trường của vụ án, nhiều khả năng nạn nhân vừa bước chân xuống giường thì bị đâm, hoàn toàn bị bất ngờ. Hẹn em đêm nay nhá. Thôi đi. Vui như thế mà không thích hả em? Vô thằng ngậm. Chưa có hai viên ngọc tỷ thì đừng có sờ vào hiện vật. À, vâng, em đi luôn đây ạ. Chờ anh nhá. Đào đần.
Duy, làm gì ấy? Anh massage cho em dễ ngủ nhé. Không cần. Tự nhiên sao lại cáu thế? Đừng có chạm vào người ta. Đừng có chạm. Bán đồ à? Mua học tỷ đúng không? Ừ. Mời ngồi. Mua ngoài này à? Không nghĩ chủ á khủng lại là chú em. Người thì hơn ta được mấy tuổi? Ông đúng là chủ ác dòng xanh chứ. Đúng là ngọa hổ tàng long. Cứ tưởng dòng xanh vang trấn võ lâm, phải là một đại gia râu dài. Baby Cute là ai? Trong game anh là con gái, ở ngoài đời anh vừa là gái vừa là trai. Yên tâm đi, mình còn làm ăn nhiều lần. Anh không phải là hạng lừa đảo đâu mà sợ. Ngồi xuống đi. Ngồi đi. Cà phê. Cà phê không? Uống gì? Coca. Em ơi, cho anh một Coca nhá. Nhìn gì mà khiếp thế? Tiền đổi đô, chứ có phải là cướp không đâu. Cho anh xem hàng của em đi. Nhanh lên cho nóng. Dòng xanh vừa xuất hiện. Tiền đi. Tao có tiền mặt. Quên, tại Ngọc em đẹp quá, để anh đi rút tiền. Thẻ thì cũng là tiền mà.
giỏi lắm. Muốn ăn cắp tài khoản của ta đâu có dễ. Mày bảo ai ăn cắp? Tự ngươi biết đấy. Kìa ông bạn, làm gì có chuyện đó đâu. Ông bạn cho tôi xem lại đồ đi. Tiền tôi không thiếu. Đừng có nói là 4 triệu, chứ 40 triệu thằng này cũng có. Tài khoản của tôi có thừa. Được chưa? Có rồi. Vị trí truy cập của hắn là quán cà phê 118 ven hồ Nam Đồng. Gọi anh Dũng đi. Ngươi cứ trồng đủ tiền ra, ta sẽ cho ngươi xem ngọc tỷ. Giỏi thì mò đi. Password của ta cũng đơn giản thôi. Sao? Không làm được à? Mày... Keylock nó không thể áp dụng được đối với ta. Trình ăn cắp mật khẩu của cậu quá non. Ta đã bỏ không thèm dùng từ khi còn chưa rửa tay gác kiếm. Công nhận, ông bạn tôi trình cao. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ bị bóc mẽ kiểu này đâu. Định đùa ông bạn một tí thôi, chứ cùng hạng ác vip với nhau ai lại làm thế. Có muốn cũng chẳng được. Ba cái trò trẻ con này, ngươi chỉ chăn dắt được bọn tiểu học thôi. Tôi thua. Thế ông bạn đã sinh hoạt trong đội nào chưa? Nếu chưa, tôi trân trọng mời ông về Lucky Family của tôi. Chúng ta kết tình huynh đệ. Ở đó còn những ai? Toàn thanh niên cả thôi. Giai có, gái có, nhập nhằng cũng có. Ở biệt thự riêng, tự do, thoải mái, thích làm gì thì làm. Ăn uống, sinh hoạt phí, không phải lo. Bọn tôi kiếm khá từ những vụ làm ăn trên mạng. Giờ quản lý là anh Liên à? Kiểu như người định làm ăn với ta. Ông bạn biết quá rõ rồi mà. Ông bạn yên tâm đi, cách làm của bọn tôi an toàn lắm. Sao? Bình tĩnh em. Đừng. Ông bạn tính sao? Nói đi. Em sắp kéo con gà về nhập bọn. Nó giỏi lắm đại ca. Cái gì? Mày bị điên à? Biết nó là thằng nào? Mày lấy gì ra để đảm bảo? Tao nói cho. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Gì vậy anh? Thằng Phong nó gọi điện, bảo đưa con gà có viên ngọc tỷ về đây để nhập hội. Cái gì? Điên à? Thằng vô dụng đấy. Chắc không chăn được đồ nên mới nghĩ ra cái ngu kế này đây mà. Thằng này bố bỏ mẹ trâu hay sao mà ngu vãi. Thôi, em xuống nhà báo cho thằng Tuấn Nẻo, bảo là nhà sắp có khách, cho nó chuẩn bị tinh thần đi. Vâng ạ.